Chào tất cả các em, hôm nay cô và các em chúng ta cùng đi ôn tập môn địa lý lớp 9 thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm. Thì các em ôn tập, các em làm đi làm lại nhiều lần đối với hệ thống câu hỏi trắc nghiệm này sẽ giúp cho các em hệ thống toàn bộ kiến thức môn địa lý lớp 9 và sẽ giúp cho các em làm tất cả những cái bài kiểm tra trắc nghiệm đạt cái điểm số cao nhất và các em sẽ ghi nhớ kiến thức lâu hơn. Hôm nay chúng ta cùng đi vào ôn tập. Chủ đề số 3, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chủ đề này chúng ta sẽ ôn tập với 37 câu hỏi trắc nghiệm. Bây giờ các em sẽ đi ôn tập từng câu một. Câu hỏi số 1. Nước ta bắt đầu công cuộc đổi mới từ năm A. 1995, B. 1986, C. 1996 và D là năm 2000. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Giờ đây là đáp án của cô. Đáp án B là 1986, nước ta bắt đầu công cuộc đổi mới. Câu số 2. Phát biểu nào sau đây đúng về chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta? A. Giảm tỷ trọng khu nông lâm ngư nghiệp. B. Tăng tỷ trọng khu công nghiệp xây dựng. C. Khu dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhưng chưa ổn định. D. Chú trọng phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. Các em suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của cô. D. Chú trọng phát triển kinh tế nhiều thành phần. Đây là phát biểu đúng về chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta. Câu hỏi số 3. Vùng nào sau đây là vùng chuyên canh cây công nghiệp ở nước ta? A. Đồng bằng sông Hồng. B. Đông Nam Bộ. C. Duyên Hải Nam Trung Bộ. D. Đồng bằng sông Cửu Long. Các em suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Đã hết giờ và đây là đáp án của cô. Đáp án B, Đông Nam Bộ. Đây là một trong những vùng chuyên canh cây công nghiệp ở nước ta. Câu hỏi số 4. Nền kinh tế nước ta sau thời kỳ đổi mới có đặc điểm nào sau đây? A. Từng bước ổn định, phát triển. B. Xảy ra tình trạng lạm phát cao. C. Sản xuất bị đình trệ, lạc hậu. D. Rơi vào khủng hoảng kéo dài. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. A. Nền kinh tế nước ta sau thời kỳ đổi mới từng bước ổn định và phát triển. Câu hỏi số 5. Tỉnh nào sau đây thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung? A. Quảng Bình. B. Quảng Trị. C. Phú Yên. Và D. Thừa Thiên Huế. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. D. Thừa Thiên Huế. Đây là một trong những tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung. Câu hỏi số 6. Vùng nào sau đây ở nước ta có duy nhất một tỉnh giáp biển? A. Trung Du và miền núi Bắc Bộ. B. Đông Nam Bộ. C. Duyên Hải Nam Trung Bộ. D. Tây Nguyên. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. Đáp án A, Trung Du và miền núi Bắc Bộ.
Đây là một trong những vùng mà có duy nhất một tỉnh giáp biển. Câu hỏi số 7. Phát biểu nào sau đây không đúng về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta? A. Tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng. B. Giảm tỷ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp. C. Chú trọng phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. D. Khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhưng chưa ổn định. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. À, cô giáo xin lỗi, có lỗi kỹ thuật một chút. Đây, đáp án của cô là C, chú trọng phát triển kinh tế nhiều thành phần. À, chúng ta chuyển sang câu hỏi số 8. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới không có đặc điểm nào sau đây? A. Sản xuất bị đình trệ, lạc hậu. B. Từng bước ổn định, phát triển. C. Xảy ra tình trạng lạm phát cao. D. Rơi vào khủng hoảng kéo dài. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của cô. B. Từng bước ổn định, phát triển. Câu hỏi số 9. Hình thành các vùng kinh tế trọng điểm là biểu hiện của A. Sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế. B. Sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế. C. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Và D. Sự chuyển dịch cơ cấu GDP của nền kinh tế. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Giờ và đây là đáp án của cô. A. Sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế. Hình thành các vùng kinh tế trọng điểm chính là biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế. Câu hỏi số 10. Trong cơ cấu GDP của nước ta, ngành dịch vụ có đặc điểm A. Chiếm tỷ trọng cao nhưng xu hướng còn biến động. B. Chiếm tỷ trọng cao nhất nhưng có xu hướng giảm xuống. C. Chiếm tỷ trọng thấp nhất nhưng có xu hướng tăng lên. D. Chiếm tỷ trọng thấp nhưng ngày càng giảm nhanh. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là câu trả lời của cô. A. Chiếm tỷ trọng cao nhưng xu hướng còn biến động. Câu hỏi số 11. Phát biểu nào sau đây không đúng về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta? A. Tỷ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp tăng. B. Khu vực dịch vụ đang chiếm tỷ trọng cao nhất. C. Tỷ trọng khu vực dịch vụ có nhiều biến động. Và D. Tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng tăng. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Giờ và đây là đáp án của cô. A. Tỷ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp tăng. Câu hỏi số 12. Cơ cấu ngành kinh tế nước ta chuyển dịch theo hướng A. Tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng, giảm tỷ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp. B. Tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng và khu vực nông lâm ngư nghiệp. C. Giảm tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng và khu vực nông lâm ngư nghiệp. D. Giảm tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng, tăng tỷ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng.
hết giờ và đây là đáp án của cô. A. Tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng, giảm tỷ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp. Câu hỏi số 13. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta trong thời gian qua được đánh giá là A. Nhanh, quyết liệt, đúng hướng. B. Đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. C. Tích cực, đúng hướng nhưng còn chậm. D. Nhanh, đúng hướng, phù hợp. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. C. Tích cực, đúng hướng nhưng còn chậm. Câu hỏi số 14. Phát biểu nào sau đây đúng về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta? A. Hình thành các khu công nghiệp tập trung. B. Hình thành các vùng kinh tế trọng điểm. C. Tạo lên các vùng kinh tế phát triển năng động. Và D. Tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. D. Tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng. Câu số 15. Phát biểu nào sau đây không đúng về thành tựu của nền kinh tế nước ta? A. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. B. Kinh tế tăng trưởng tương đối vững chắc. C. Lạm phát được đẩy lùi và kiểm soát. D. Giải quyết tốt vấn đề xóa đói giảm nghèo. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của cô. D. Giải quyết tốt vấn đề xóa đói giảm nghèo. Câu số 16. Tỉnh nào sau đây thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam? A. Bến Tre. B. Bình Phước. C. Cần Thơ. Và D. Bình Thuận. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của cô. B. Bình Phước. Câu số 17. Phát biểu nào sau đây không đúng về chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế của nước ta? A. Hình thành khu công nghiệp tập trung. B. Hình thành các vùng kinh tế trọng điểm. C. Giảm tỷ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp. D. Tạo lên các vùng kinh tế phát triển năng động. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Đây là đáp án của cô. C. Giảm tỷ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp. Câu số 18. Vùng nào sau đây ở nước ta không giáp biển? A. Trung du và miền núi Bắc Bộ. B. Đông Nam Bộ. C. Tây Nguyên. Và D. Duyên hải Nam Trung Bộ. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng cho mình. Hết giờ và đây là đáp án của cô. C. Tây Nguyên. Tây Nguyên chính là một trong những vùng mà không có một tỉnh nào giáp biển. Câu số 19. Thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta là A. Kinh tế tư nhân. B. Kinh tế tập thể. C. Kinh tế nhà nước. D. Kinh tế cá thể. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng.
Đã hết giờ và đây là đáp án của cô. C. Kinh tế nhà nước. Câu hỏi số 20. Nước ta bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ năm A. 1991, B. 1986, C. 1996 và D. 1995. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. Đáp án B 1986. Câu 21. Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới là A. Luôn xuất siêu, B. Khủng hoảng kéo dài, C. Cơ cấu hợp lý, D. Tăng trưởng nhanh. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là câu trả lời của cô. B. Khủng hoảng kéo dài. Câu hỏi số 22. Phát biểu nào sau đây không đúng về thành tựu của công cuộc đổi mới? A. Chênh lệch giàu nghèo trong xã hội được xóa bỏ. B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và tương đối vững chắc. C. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. D. Nước ta đang hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của cô. A. Chênh lệch giàu nghèo trong xã hội được xóa bỏ. Câu hỏi số 23. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung? A. Quảng Nam, B. Quảng Trị, C. Thừa Thiên Huế và D. Đà Nẵng. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Giờ và đây là đáp án của cô. B. Câu hỏi số 24. Nước ta không có vùng kinh tế trọng điểm nào sau đây? A. Miền Trung, B. Phía Nam, C. Bắc Bộ và D. Tây Nguyên. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của cô. D. Tây Nguyên. Câu hỏi số 25. Sau công cuộc đổi mới, nước ta có bao nhiêu thành phần kinh tế cơ bản? A. 5 thành phần, B. 6 thành phần, C. 8 thành phần và D. 7 thành phần. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. A. 5 thành phần. Câu số 26. Vùng nào sau đây không phải là vùng chuyên canh cây nông nghiệp ở nước ta? Vùng chuyên canh nông nghiệp ở nước ta. A. Đồng bằng sông Hồng, B. Đông Nam Bộ, C. Duyên Hải Nam Trung Bộ và D. Đồng bằng sông Cửu Long. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. C. Duyên Hải Nam Trung Bộ. Câu 27. Giảm tỷ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp là biểu hiện của A. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, B. Sự chuyển dịch cơ cấu GDP của nền kinh tế, C. Sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế, C. Sự chuyển dịch phần D. Sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế,
Này đánh nhầm một chút, các em chú ý phần D là sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. A. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Câu hỏi số 28. Vùng nào sau đây là vùng chuyên canh lương thực, thực phẩm ở nước ta? A. Đông Nam Bộ. B. Đồng bằng sông Hồng. C. Duyên hải Nam Trung Bộ. Và D. Tây Nguyên. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Giờ và đây là đáp án của cô. B. Đồng bằng sông Hồng. Câu hỏi số 29. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ? A. Hải Phòng. B. Bắc Giang. C. Bắc Ninh. Và D. Vĩnh Phúc. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. B. Bắc Giang. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang của chúng ta, đây là một trong những tỉnh không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Các em lưu ý nhé. Câu hỏi số 30. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ? Xin lỗi, tỉnh nào sau đây thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ? Các em chú ý đọc kỹ câu hỏi. A. Phú Thọ. B. Bắc Giang. C. Bắc Ninh. Và D. Thái Nguyên. Các em suy nghĩ trong 10 giây để tìm ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. C. Bắc Ninh. Vừa câu hỏi trước thì chúng ta biết Bắc Giang là một trong những tỉnh không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vậy ta loại bỏ được cái đáp án là Bắc Giang. Và Phú Thọ, Thái Nguyên thì nền kinh tế công nghiệp không phát triển, nhưng Bắc Ninh là một trong những nơi mà tỉnh bạn của chúng ta và rất phát triển về kinh tế, vì vậy mà đây là trong những tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của vùng Bắc Bộ. Câu 31. Vùng nào sau đây ở nước ta có tất cả các tỉnh đều giáp biển? A. Trung du miền núi Bắc Bộ. B. Đông Nam Bộ. C. Duyên hải Nam Trung Bộ. Và D. Tây Nguyên. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của cô. C. Duyên hải Nam Trung Bộ. Nếu bằng tư duy thì chúng ta cũng biết là cái vùng duyên hải Nam Trung Bộ, vùng miền Trung ấy, gần giáp với miền Nam, thì các cái tỉnh đây toàn bộ đều giáp biển, bởi vì nước ta có đất nước hình chữ S và nó thắt ở cái phần miền Trung, vì vậy mà các cái tỉnh ở khu vực miền Trung này đều được chia đều, đều có cái tỉnh giáp biển. Câu hỏi số 32. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta được biểu hiện ở ba mặt: A. Trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. B. Ngành, vùng và trung tâm kinh tế. C. Nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. D. Ngành, lãnh thổ và thành phần kinh tế. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Bây giờ và đây là đáp án của cô. D. Ngành, lãnh thổ và thành phần kinh tế. Câu số 33. Vùng nào sau đây không phải vùng chuyên canh cây công nghiệp ở nước ta? A. Trung du miền núi Bắc Bộ. B. Tây Nguyên. C. Đông Nam Bộ. Và D. Duyên hải Nam Trung Bộ. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng.
giờ và đây là đáp án của cô. D. Duyên Hải, Nam Trung Bộ không phải là vùng chuyên canh cây công nghiệp. Câu số 34. Phát biểu nào sau đây đúng về thách thức đối với nước ta? A. Tài nguyên bị khai thác quá mức. B. Môi trường bị ô nhiễm ở nhiều nơi. C. Thị trường thế giới có nhiều biến động. D. Tỷ lệ các xã nghèo ở miền núi tăng. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của cô. D. Tỷ lệ các xã nghèo ở miền núi tăng. Câu số 35. Thách thức lớn của nước ta trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới là A. Tài nguyên bị khai thác quá mức. B. Môi trường bị ô nhiễm ở nhiều nơi. C. Thị trường thế giới có nhiều biến động. D. Tỷ lệ các xã nghèo miền núi tăng. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Ở đây phần D nó viết nhắc lại hai lần chữ miền núi thôi, nhưng mà nội dung không có gì thay đổi, các em chú ý nhé. Và đây là đáp án của cô. C. Thị trường thế giới có nhiều biến động. Câu hỏi số 36. Hình thành các vùng chuyên canh cây nông nghiệp là biểu hiện của A. Sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế. B. Sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế. C. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. D. Sự chuyển dịch cơ cấu GDP kinh tế. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của cô. A. Sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế. Câu hỏi số 37. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam? A. Tây Ninh. B. Bình Dương. C. Bình Thuận. Và D. Bình Phước. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của cô. C. Bình Thuận. Tỉnh này là một trong những tỉnh mà không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Như vậy vừa rồi cô và các em đã ôn tập xong cái chủ đề số 3 là chuyển dịch cơ cấu kinh tế với 37 câu trắc nghiệm. Các em sẽ cố gắng ôn tập thật tốt. 37 câu này thì cái chuyên đề về chuyển dịch cơ cấu kinh tế các em sẽ nắm rất chắc và làm rất tốt các câu hỏi trắc nghiệm trong các bài kiểm tra. Các em hãy nhớ like và đăng ký kênh giúp cô để cô sẽ cho ra được những cái video hay hơn nữa giúp các em ôn tập và học các cái kiến thức của môn địa lý được tốt hơn. Chào tạm biệt các em.